Allí la fa. Phật kính mời quý vị cùng chúng tôi tương tác dâng lời cầu nguyện. Hôm nay là cuối tuần ngày 7 tháng 5 2020 giờ Âu Châu và Việt Nam. Lời cầu nguyện cho Đức Quốc Công Đạo Minh Quân Tổng thống Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa sớm giải thể tà quyền Cộng sản Việt Nam, xây dựng lại đất nước để mỗi nhà được an hưởng thái bình. Cầu nguyện cho quốc dân Hoa Kỳ đạt thành ý nguyện. Cầu nguyện cho quốc dân Việt Nam sớm thoát khỏi ách thống trị tàn bạo tà quyền Cộng sản Việt Nam.
cầu nguyện cho Đảng Cộng sản Việt Nam sớm vây về với chính nghĩa quốc gia sẽ được đối xử tử tế. Lạy Đấng Tối Cao Thượng Đế Trời Phật Hòa Hùng Thiên Sông Núi các bậc tiền nhân anh hùng dựng nước và giữ nước. Xin phù hộ độ trì ban phước lành cho chúng con. Xin che chở cho đất nước và đồng bào thân yêu của chúng con được thoát khỏi cảnh sáng và nạn chiến tranh tàn phá. Xin bảo vệ Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân và tất cả những nhà ái quốc chân chính. Xin cho chúng con thêm khôn ngoan đoàn kết nhẫn nại can đảm sáng suốt để cùng với chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa. Dẫn đưa dân tộc Việt Nam vượt qua cơn hiểm nghèo đến bến bờ hạnh phúc vinh quang trường cửu mọi nhà được an hưởng thái bình. Thịnh trị của thời Thượng Nhân Thánh Đức. Xin gìn giữ và tôi luyện cho chúng con tinh thần Việt Nam chân chính. Sống thì phải cho lẫm liệt mà thác cũng phải đáng tự hào bất khuất và hùng anh. Đúng theo gương sáng của các vị lãnh đạo tinh thần của chúng con đã tiên sinh A-di-đà-phật. Cảm ơn quý vị đã cùng chúng tôi dâng lời cầu nguyện. Và bây giờ chúng tôi xin kính mời quý vị cùng chúng tôi đọc kinh cầu nguyện cuối tuần. Kinh Phật quý vị đã biết thuộc hết rồi, bây giờ chỉ có chúng tôi chưa thuộc, bây giờ chúng tôi cần phải cầu nguyện. Kính mời quý vị. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Phú Thiên Nhãn Vua Ngài Đại Bi Tâm Đà La Ni. Nam mô Hắc Ra Đắc Na Đa Ra Ra Ya. Nam mô A Di Đà Bà Lô Yên Đế Thức Bát Ra Ya Bồ Đề Thát Đồ Bà Ya Ma Ha Thát Đồ Bà Ya Ma Ca Ra Ni Ca Ya An Thát Bàn Ra Phết Ghê Sô Đếc Na Đà Tô. Nam mô Thất Thiết Lật Đô Y Mông A Di Đà Bà Lô Yên Đế Thức Phật Ra Lăng Bà Ya. Nam mô Na Ra Căn Tì Hiri Ma Ha Bàn Đa Sa Mê Thất Bà A Tha Dâu Du Bằng A Tê Dừng Thác Bà Đạt Na Ma Na Bà Đà Ma Phạt Đạt Đạo Đạt Đi Tha An A Bà Lô E Lô Ca Đê Ca Ra Đê Đi Hê Ri Ma Ha Bù Đê Thác Đô Thác Bà Ma Ra Ma Ra Ma Hê Ma Hê Ri Dừng Cô Lô Y Mong Lo Đô Lo Phạt Sa Gia Đê Ma Phạt Sa Gia Đê Ma Ma Ra Ma Ra Di Thất Phật Ra Gia Ra Gia Ra Gia Ma Ma Phạt Ma Ra Mục Đê Y Đê Y Đê Phật Na Thất Na Ra Sâm Phật Ra Sa Lời Phật Sa Phật Sâm Ra Sa Gia Hù Lô Hù Lô Ha Ra Hù Lô Hù Lô Hê Rì Ta Ra Ta Ra Tắc Rì Tô Rô Tô Rô Bồ Đề Gia Bồ Đề Gia Bồ Đề Gia Bồ Đề Gia Di Đề Rì Gia Na Ra Căn Tì Rì Sát Ni Na Bà Rà Ma Na Ta Bà
tất đa dạ ta bà ha ma ha tất đa dạ ta bà ha tất đa du nghệ thất bạc ra dạ ta bà ha na ra căn ti ta bà ha ma ra na ra ta bà ha tất ra tăng a mục khi dạ ta bà ma tất đa dạ ta bà ha tất đa dạ ta bà ha bà ra ma yên tất đa dạ ta bà thân ti ta bà ra dạ ta bà ma răng kiết ra dạ ta bà nam mô a ca đắc na đa ra dạ dạ nam mô a di đà bà lo yên đề thiết bạc ra dạ ta bà tất điệp đô mang ra bà ra dạ ta bà nam mô a ra đắc na đa ra ya ya nam mô a di đà bà lo yên đề thức bạc ra ya ta bà an tất điệt tu man ra bà di đà ta bà nam mô a ra đắc na đa ra ya ya nam mô a di đà bà lo yên đề thức bạc ra ya ta bà an tất điệt tu man ra bà di đà ta bà nam mô a ra đắc na ra ra ya ya nam mô a di đà bà lo yên đề thức bạc ra ya ta bà an tất điệt đô ma ra bà di đà ta bà nam mô a ra đắc na ra ra ya ya nam mô a di đà bà lo yên đề thức bạc ra ya ta bà an tất điệt đô ma ra bà di đà ta bà thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni nam mô a ra đắc na đa ra ya ya nam mô a di đà bà lo yết đề thức bát ra ya bồ đề tát đô bà ya ma thiết đô bà ya ma ca lô ni ca ya an tát bàn ra phát về số đắc na đắc tòa nam mô thất kiết lạc đô y mâm a di đà bà lo yên đề thức phật ra lăng bà ya nam mô na ra căn thị heri ma ban đa sa mê tất bà a tha dấu chú bằng a thế dừng tất bà đắc na ma na bà ya ma phật đẹp đầu đẹp đi phơ em a ba lu e lu ca re ca ra re di he ri ma bu re tạc đô tạc ba ma ra ma he ri di dừng cô lô yết mông lô đô lô phật sa ya đê ma phật sa ya đê ba ra ba ri di thất phật ra ya ra ya ra ya ma phật ma ra mục đề y đê y đê thất na ra sam phật ra sa lời phật sa ra sa ya hu lô hu lô ma ra hu lô hu lô he ri ta ra tất kỳ tất kỳ tô rô tô rô Bồ đề ya Bồ đề ya Bồ đề ya Bồ đề ya Di đề ri ya na ra căn ti đề ri sắc đi na ba ya ma ta ba tất đa ya ta ba ma tất đa ya ta ba đa du nghệ tất bạc ra ya ta ba na ra căn ti ta ba ma ra na ra ta ba tất ra tăng mục khi ya ta ba ma tất đa ya ta ba ya kết ra tất đa ya ta ba ba đà ma yên tất đa ya ta ba ta ra căn ti ta ba ra ya ta ba ma ba ra yên ti ra ya ta ba nam mô a ra đắc na đa ra ya ya nam mô a di đà bà lo yên đề thức bạc ra ya ta bà an tất điệt đô ma ra bà di đà ta bà nam mô a ra đắc na đa ra na na nam mô a di đà bà lo yên đề thức bạc ra ya ta bà an tất điệt đô ma ra bà di đà ta bà
Nam mô A Di Đà Na Ra Na Ya Ya Nam mô A Di Đà Bà Lo Yên Đề Thức Bà Ra Ya Ta Bà An Thức Y Tô Ma Na Ra Bà Ra Ya Ta Bà Nam mô A Di Đà Na Ra 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 Nam mô A Di Đà Bà Lo Yên Đề Thức Bà Ra Ya Ta Bà An Thức Y Tô Ma Na Ra Bà Ra Ya Ta Bà Nam mô A Di Đà Na Ra 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 Nam mô A Di Đà Bà Lo Yên Đề Thức Bà Ra Ya Ta Bà An Thức Y Tô Ma Na Ra Bà Ra Ya Ta Bà Nam mô A Di Đà Na Ra 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 Nam mô A Di Đà Bà Lo Yên Đề Thức Bà Ra Ya Ta Bà An Thức Y Tô Ma Na Ra Bà Ra Ya Ta Bà Thiên Chủ Thiên Nhiên Vua Ngài Đại Bi Tâm Đà La Ni Nam Mô A Di Đà Đắc Na Đà Ra Ya Ya Nam Mô A Di Đà Bà Lo Yên Đề Thứ Bát Ra Ya Bồ Đề Tát Đô Bà Ya Ma Tát Đô Bà Ya Ma Ca Lô Ni Ca Ya An Tát Bàn Ra Phép Ye So Đắc Na Đà Phật Nam Mô Thất Kiết Lật Đô Y Mông A Di Đà Bà Lo Yên Đề Thức Phật Ra Lăng Bà Ya Nam Mô Na Ra Cần Trì Hê Rì Ma Bần Đa Sa Mê Thất Bà A Tha Dấu Du Bằng A Thế Dương Tát Bà Tát Đà Nam Mô Bà Ya Ma Bạc Đạt Đầu Đạt Đi Tha An A Bà Lô E Lô Ca Rê Ca Rê Rê Đi Hê Rì Ma Bồ Đề Tát Đô Tát Bà Ma Ra Ma Ra Mai mai ri dung cô lô yết mông lô đô lô phật sa ya đê ma phật sa ya đê ra da ra di ri thất phật ra ya ra ya ra ya ma phật ma ra mục đề y đê thất na a ra sam phật ra sa lời phật sa Phật ra sa ya hồ lô hồ lô hồ ra hồ lô hồ lô hê rì ta ra tắc rì tô rô bồ đề ya bồ đề ya bồ đề ya di đề rì ya na ra cần ti đi rì sát ni na ba ya ma na ta ba tất đa dạ ta bà ma tất đa dạ ta bà tất bà du nghệ tất bạc ra dạ ta bà na ra căn trì ta bà ma ra na ra ta bà tất ra tăng a mục kỳ dạ ta bà ma tất đa dạ ta bà dạ kiết ra a tất đa dạ ta bà Bà đà ma yên tất đà dạ ta bà ma ra căn ti tất bàn ra dạ ta bà ma bà ri thăng kiết ra dạ ta bà mô hát ra đắc na đà ra dạ dạ nam mô a di đà bà lô yết đề thức bạc ra dạ ta bà tất điệt đô ma ta ra bà ra dạ ta bà Nam mô A Di Đà Đắc Na Ra Ra Ya Ya Nam mô A Di Đà Bà Lo Yên Đề Thức Bàn Ra Ya Ta Bà An Tát Điệt Đô Ma Ra Bà Đề Ya Ta Bà Nam mô A Di Đà Đắc Na Ra Ra Ya Ya Nam mô A Di Đà Bà Lo Yên Đề Thức Bàn Ra Ya Ta Bà An Tát Điệt Đô Ma Ra Bà Đề Ya Ta Bà Nam mô A Di Đà Na Ra Ra Ya Ya Nam mô A Di Đà Bà Lo Yên Đề Thức Bà Ra Ya Ta Bà An Tát Điệt Đô Ma Ra Bà Đề Ya Ta Bà A Di Đà Phật. Rất cảm ơn quý vị đã cùng chúng tôi tương tác dâng lời cầu nguyện. Quý vị hôm nay cuối tuần, quý vị có khỏe không? Và quý vị hiện bây giờ, quý vị có bình an trong tư thế chống dịch corona hay không quý vị? Mời quý vị cùng chúng tôi nghe một đoạn nhạc trước khi chúng ta chia sẻ phần kế tiếp, phần Việt ngữ.
Vào mùa hiu lan con chắp tay thành kính Phật đài, cứu khổ cứu nạn cho nhân gian bình yên ấm no. Lòng vui phơi phơi đàn chim về tổ liễu lo cùng với mây trời, sông núi đẹp tươi ôi bao la tỏa mãn đời ta, vui câu ca thành tâm kính dân Phật A Di Đà. Nam mô A Di Đà Phật. 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 A Di Đà Phật. Ok, mời quý vị hôm nay chúng ta cùng chia sẻ một sắc lệnh của chính phủ để Tam Việt Nam Cộng Hòa gửi ra cho quốc dân và đồng bào. Chúng tôi không còn cách nào hơn nữa là chúng tôi phải đi thẳng đến vào mục đích cái chuyện mà quý vị chấp nhận hay không chấp nhận, bởi vì Ngài Thiên Sứ Đức Quốc Công của chúng ta đã ra sắc lệnh thì chúng tôi không thể nào không tuân hành. Dù đương nhiên rồi, những người mà đã từng cúp của giết người bây giờ họ đền tội thì họ phải than oán, thì chúng tôi nói theo Đức Khổng Tử một vài lời ha. Cái chuyện mà quý vị làm ác thì cái ác đó không có thể nào để cho người khác tha thứ được, mà quý vị phải tự chịu thì nó mới giảng hòa được. Nếu quý vị tìm đủ một cách chạy trốn kiếp này thì kiếp sau quý vị cũng sẽ bị thôi. Cho nên là đối với các thánh nhân, người ta nói rằng hãy trồng ớt thì phải ăn ớt, mà trồng cà thì phải ăn cà. Cái điều đó điều tự nhiên, gọi là, chứ không thể nào quý vị trồng cây ớt và mai mốt ăn trái bưởi ngọt ngào được đâu, có đúng đâu. À, bây giờ mời quý vị nghe, đây là sắc lệnh của Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời văn phòng thường trực, lấy lại đất tổ không làm khổ dân, PO Book 2807 Anaheim, Cali 92814, thông báo ngày 6 tháng 5 2021. Truy lùng tài sản của những kẻ phạm pháp. Kính thưa toàn dân, thưa quý đồng nhiệm, sắc lệnh số 002 gạch
2019-0501 trên CTT do Tổng thống ký ban hành ngày 1 tháng 5 2019 qua thi hành phán quyết của Tòa án Môi trường Quốc tế tại Hoa Kỳ số INC 201215 ngày 14 tháng 4 năm 2021. Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời bắt đầu công tác truy lùng tài sản của những kẻ phạm pháp địch tịch thu. Sắc lệnh chứ không phải là một cái công văn bình thường. Điều này nói lên gì? Là sự quyết định của chính phủ và của quốc dân đồng bào Việt Nam truy lùng và tịch thu cho bằng được những tài sản phi pháp của tập đoàn cộng sản nó đã cướp của người dân trong 45 năm, 46 năm trôi qua. Thôi thì mình cứ gọi 45 năm này bởi vì mới có mấy ngày trôi qua thôi. Tạm gọi tha cho nó mấy ngày đi. Ha. Tại sao tôi tính từng ngày như thế? Tại quý vị là chút xíu nữa tôi sẽ làm một cái bài toán để cho quý vị nhìn thấy rằng là cái bài toán này nó rất là độc đáo, cho nên phải tính từng khắc từng giây luôn. À. Nhưng chúng ta đã biết, như chúng ta đã biết dựa theo phán quyết của Tòa án Môi trường Quốc tế thì ngồi 5 tên đầu sỏ Cộng sản Việt Nam gồm có: một là Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng, văn phòng tại số 1 Hùng Vương, quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam. Quý vị có bao giờ đi ngang chỗ đó chưa? Quý vị, tôi Francisco đã, chúng tôi có đã đi đến đó một lần. Bởi vì chúng tôi có một lần đã đi đến đó và có ghé lên đếm những ngôi mộ của tập đoàn cộng sản nó chết và nó lâu về nó chôn ở gọi là cái nghĩa trang Trường Sơn của chúng. Chúng tôi thấy ngào ngạt luôn. Thứ hai là tên Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, văn phòng làm việc số 14 Trần Bình Trọng, quận Ba Đình, Hà Nội. Thứ ba, Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch cái gọi là Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, văn phòng tại số 1 đường Hùng Vương, quận Ba Đình, Hà Nội. Phạm Minh Chính, Thủ tướng cái gọi Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, văn phòng làm việc số 1 đường Hoàng Hóa Thám, quận Ba Đình, Hà Nội. Năm, Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng cái gọi là Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, văn phòng làm việc cũng tại số 1 đường Hoàng Hóa Thám, quận Ba Đình, Hà Nội. Năm tên đầu sỏ cộng sản này đều nằm tại quận Ba Đình. Chúng ta sẽ bao một cái tay lưới bắt trọn ổ chúng đó. Bởi vì ngay cái lúc này là cái lúc quyết liệt để truy lùng tài sản của tập đoàn cộng sản. À, ngày xưa tập đoàn cộng sản nó ra trách tòa, nó đòi liêu láo ra nước ngoài làm chuyện ABC, bây giờ chúng tôi ra trách tòa trở về lại nước tịch thu tài sản của tập đoàn cộng sản, phải không? Chúng tôi làm việc dưới sự của Liên Hiệp Quốc giám sát chứ không phải là âm thầm đâu nha quý vị, đừng có nghĩ bu liêu bu lao giống như tập đoàn cộng sản là không được. À, chúng tôi rất cảm ơn sự hợp tác của những anh chị em cán binh bộ đội, dù chưa công khai gia nhập chính phủ nhưng ngấm ngầm cung cấp những tin tức rất quý báu giúp cho công cuộc tịch thu tài sản phi pháp của những đầu sỏ tội ác rất khả quen. Không phải chỉ có quốc dân bình thường mà trong đây có đảng viên đảng cộng sản cũng cùng với lại chính phủ đệ tam Việt Nam Cộng Hòa đôi lưng lại cùng quốc dân đồng bào ở trong nước triệt tiêu một lần cuối cùng, tịch thu hết tài sản của
chúng nó. Và chúng tôi không bao giờ chống cộng mà chúng tôi triệt tiêu cộng sản. Và sẽ từ đây trở đi nước Việt Nam chúng ta có những ngày tháng thái bình mà không còn lo sợ cái gọi là cộng sản nữa. Và cũng đồng thời đảng cộng sản Tàu cộng cũng sẽ tiêu tan luôn, bởi vì hiện tại nước Tàu hôm nay cũng đang chuẩn bị tư thế giải thể đảng cộng sản Tàu cộng. Quý vị tin hay không tin, đó là quyền hiểu biết tới đâu thì quý vị tin tới đó. Và chúng tôi là nhân viên của chính phủ Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, lãnh đạo anh minh bởi ngài Đức Quốc Công, một vị thiên sứ hạ giới để đảm những cái chức vụ thiêng liêng là lãnh đạo nước Việt Nam, đưa quốc dân Việt Nam đến bến bờ tự do hạnh phúc trường cửu, nói riêng, nói chung cho cả nhân loại trên thế giới ngày mai này. Cái con đường bàn cờ đã tính tới đó rồi, giống con như tôi đã từng thưa nói rằng là khi con tốt đã qua sông rồi là chỉ có quấn sấp lá cà thôi, không thể nào mà yêu cầu con tốt để là quay ngược trở lại bến bờ sông cũ được đâu, đúng không? Qua đó chúng ta đang phát hiện thêm những cái tài sản khổng lồ của Tàu cộng đang hoạt động tại Việt Nam. Kinh hoàng, phải nói là cái số tài sản của Tàu cộng nó hiện tại ở trong nước Việt Nam nhiều và nhiều lắm. Cho nên quốc dân Việt Nam đừng có đặt cái câu hỏi vớ vẩn rằng làm cách nào lấy tài sản của chúng. Chúng ta có cách thức lấy được tài sản của chúng. Tất cả những cái nhà máy, những công ăn việc làm của chúng tại nước Việt Nam, bán đảo được của chúng, rồi chúng ta sẽ tịch thu hết tất cả. Huống chi Đức Quốc Công Tổng thống ngày Đào Minh Quân đã đóng băng chúng nó là 617 tỷ Mỹ Kim ở nước ngoài cơ mà. Tạm thời mình lấy những con số đó. Rồi đồng thời Liên Hiệp Quốc sẽ cho truy lùng hết tất cả những tài sản của tập đoàn cộng sản khắp nơi trên thế giới, nhất là bên nước Mỹ. À, quý vị nên nhớ một điều. Cái điều quan trọng nhất á, là chúng ta dựa vào cái phán quyết của Liên Hiệp Quốc. À, và một khi chúng ta đòi tài sản trong tay bảo quyền cộng sản Việt Nam, chúng ta có cái cách đòi. Chứ không phải là ngay cái lúc mà nó đang gồng con chuột lên chúng ta tới đòi đâu, đâu cần thiết đâu. Ngay cái lúc mà cái con chuột của nó không còn nữa rồi, thì lúc đó ta đòi một nó phải trả, đòi hai nó phải trả. Có cái cách thức đòi là cái chỗ đó. Vậy mới gọi là cách sơn đã ngưu, tức là đứng bên đây hồn núi mà quýnh một phát, cái lực chưởng nó bay qua bên kia hồn núi, giết được cái con trâu ở bên đó được mà. Cho nên quý vị đừng có nghĩ là nói là phiêu lắm, không có phiêu đâu. Tại quý vị phải nói là chính quý vị mà nào mà nói câu đó đó ha, là quý vị bởi vì quý vị lo lắng quá, quý vị háo thắng quá, quý vị muốn thành công cái thức thì nói ra cái làm liền. Giống như trồng cái cây xoài á, trời ngày nào cũng ra thăm, trời sao mày không ra trái cho tao ăn, cái kiểu đó thì thôi ha. Cây nào mà mọc lên cho kịp, bởi vì khi mà cái hạnh ham muốn hiếu đá của mình á, nó làm cho mình và nó là hồi hộp lo lắng hàng ngày, có thể làm hư đại sự nữa. Cho nên mọi chuyện tiếng Mỹ gọi là take it easy. À, có nhiều người nói trời sao tôi nghe câu chuyện nó hồi, đương nhiên rồi. Trời ơi, quý vị nên nhớ trong cái thời mà ở Tây Ban Nha mà nó kiện là gian trạch dân, mà nó kiện tới mấy năm trời mà mới đạt được. À, đó là họ có quốc gia nguyên thủy luôn đó. Húng chi hôm nay chúng ta là một cái đất nước điêu tàn và chính phủ đang lưu vong ở nước ngoài. Dân tộc thì ở rờ rẹt, kể cả quý vị cũng không trở về một cái chính kiến đâu. Cho nên đến tới ngày hôm nay mới thành công là cái chỗ đó. Thì tôi thấy quý vị còn nóng hơn chúng tôi nữa. Chúng tôi đã nóng muốn cho cái cuộc chiến nó thành tựu càng sớm mà quý vị còn nóng hơn. Cho nên quý vị chắc chắn là nhiều cái chuyện tôi nói trời nghe nói hoài. Thì đó, điều đó là sự thật.
quý vị hao đáo à, quý vị nóng quá trời quá đất đi, hiểu không? Xin phép quý vị. Quý vị muốn nói là kiện cái là lên cái kiện liền, cái là lấy kết quả liền. Trời ơi, giống như là nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam giống như cái rung của vũ trụ vậy. Y chang như là nước Việt Nam là cái rung của vũ trụ. Hễ mỗi lần dân tộc Việt Nam đau bụng cái là ở trên thiên đình phía sai thiên lâu xuống cái là thay dầu quánh bóng liền hay sao? Nếu nước Việt Nam là cái rung của vũ trụ thì sẽ xảy ra như thế đó. Nhưng mà đáng tiếc nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam không phải là cái rung của vũ trụ, cho nên mọi chuyện là phải là first come first serve. Ai làm trước, ai được đưa đơn trước thì kiện trước, làm trước. Nhưng mà cuối cùng thì sao? Cái quan trọng nhất là gì? Là cái kết quả ngày hôm nay, kết quả chúng ta là gì? Đẹp thành mì men. Chút nữa chúng tôi sẽ chia sẻ thế nào mới gọi là mì men. Những tài sản này thường do những cái đầu não đặt tại nước ngoài hay do những sở hữu chủ, những sở hữu chủ là người ngoại quốc. Đặc biệt bọn đầu não lại không dùng quốc tịch Tàu Cộng, nhưng lại là những tên Tàu Cộng chính cống. Điều đáng chú ý là bọn này lại được sự cấu kết tiếp tay rất đắc lực của một số hô kiều tại Chợ Lớn, đã từng được đệ nhất và đệ nhị Việt Nam Cộng Hòa Cưu Mang trước đây. Tài sản của bọn này lên tới hàng tỷ Mỹ Kim, do một số tập đoàn Hoa Kiều đứng làm trung gian hay làm chủ. Cho nên đồng tiền nó ngay trước mặt đó. Cho nên chúng ta cần nhất lấy làm sao mà cho tập đoàn Cộng sản Tàu nó tâm phục khẩu phục. Đó là một cái chiêu thức cuối cùng. Trời, mình thì hôm nay là mình đang ở trên bờ, chúng nó đang ở dưới nước đó nha. Chúng nó đang ở dưới nước, chúng ta đang ở trên bờ cứu người mà. Chúng ta được quyền. Bây giờ quý vị có nói rằng chuyện đó như thế này, chuyện đó thế nọ, thế này là thế nọ là sao? Tòa án phán viết rồi thì còn đòi gì nữa? Bây giờ Đức Quốc Công đang rau riết tìm cái phương án lấy nợ tài sản của chúng cúc quốc dân một cách nhẹ nhàng cho chúng tâm phục và khẩu phục. Đức Quốc Công được quyền đặt những cái đặc sứ khắp nơi trên thế giới, bổ nhiệm những cái đặc sứ khắp nơi trên thế giới để bao vây nợ của Tàu Cộng, tài sản của Tàu Cộng và tài sản của Cộng sản Việt Nam, thu hầu về để phân phát đều cho quốc dân. Nhờ sự giúp đỡ ngấm ngầm của các anh chị em an ninh bộ đội Việt Nam, ban an ninh nội chính của chính phủ chúng ta đang tiếp tục tra xét những tên đầu sỏ đáng chú ý có liên can sau đây. Một là Lê Minh Hoàng, chức vụ là Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp, địa chỉ số 42 Nguyễn Thị Lựu, phường 4, thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp. Quý vị nào ở Đồng Tháp, đi Honda xuyên qua lé con mắt vào nhìn sơ cái địa chỉ và ghi địa chỉ xuống, rồi chuẩn bị tư thế báo cho chánh viện địa phương khi lá cờ vàng ba sọc đỏ tung bay trên đất nước Việt Nam. Tài sản tiền gửi ngân hàng là 40 tỷ đồng do vợ là Nguyễn Thị Hoa và con trai là Lê Văn Công Tâm đứng tên, cùng nhiều tài sản và bất động sản. Tại sao chúng tôi biết được hết những cái tên này? Bởi vì chúng tôi làm việc Đức Quốc Công, ngài Tổng thống đồng có Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc âm thầm kiểm tra hết tất cả. Ai là người đứng tên cho ai, với số tiền là bao nhiêu, chức vụ ra làm sao, ở nhà băng nào, biết hết tất cả.
Thấy không? Đó mới gọi là lưới trời lầm lộng ti thưa mà đi không lọt đó nha, mấy cái chú cộng sản. Người thứ hai là Lê Thanh Mân, chức vụ là tổng giám đốc công ty xăng dầu Đồng Tháp, địa chỉ là 113 Chi Lăng, phường 3, thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp. Tài sản, nhà hàng và căn biệt thự tại địa chỉ trên, một căn nhà số 350 quốc lộ 30, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, khoảng 30.000 mét vuông đất ở phường 3, thành phố Cao Lãnh, cùng với bất động sản ở Phú Quốc và tiền gửi ngân hàng. Thấy không? Chúng tôi biết hết tất cả, không chạy thấu đâu. Dân Cao Lãnh công nhận sao mà nó giàu dữ vậy đó ha. Ok, không quan trọng. Ba là Nguyễn Châu Thành, chức vụ là chủ tịch hội đồng quản trị công ty xây lắp Đồng Tháp, cũng là Đồng Tháp nữa. Địa chỉ 71 lộ Hòa Đông, phường Hòa Thuận, thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp. Tài sản, tổng tài sản khoảng 100 tỷ đồng. Hai khách sạn BUB trên đường Tôn Thất Thắng, phường 1, thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp. Quý vị nhìn thấy cái số tiền nó nằm ngay nơi đó, chứ không có ở đâu xa, ở trong nước Việt Nam, không phải chạy thoát đâu. À. 4. Lê Hồng Triều, chức vụ Phó Chủ tịch tỉnh Đồng Tháp, tổng tài sản khoảng 50 tỷ đồng. 5. Lê Vĩnh Tân, chức vụ Bộ trưởng Bộ Nội vụ, địa chỉ Lai Vung, Đồng Tháp. Tổng tài sản khoảng 100 tỷ đồng. Chúng tôi sẽ cập nhật thêm trong thông tin trong thời gian tới. Tuy tất cả những tên tội phạm này đang nắm giữ chức vụ quan trọng trong nguồn máy cai trị của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhưng bọn chúng đều phải bồi thường cho Đức Quốc Công Đào Minh Quân mỗi tên là 20 tỷ Mỹ Kim, tức là 20.000 triệu Mỹ Kim. Cho nên bọn chúng có thể đào tẩu hay bỏ trốn bất cứ lúc nào. Quý vị nên nhớ, đi xe Honda lé mắt qua nhìn sơ cái địa chỉ của chúng, rồi lưu ý xem thử coi có ngày nào có những chiếc xe to lớn căm nhông nào nó chạy nó đậu trước cái tòa nhà của chúng nó. Ghi ngay cái tên số xe của cái chiếc xe đó, rồi bọc vô túi làm tin để đó. À, bởi vì ngày mai này để cho chúng ta cùng quốc dân Việt Nam nhẹ bớt cái sự truy cứu, nhất định chúng nó không có chạy thoát ngõ nào cả. Nhất định chúng ta lớp lớp hàng hàng như thế này thì không thể nào để cho một cái con chuột cộng sản nó tha một miếng mồi mà nó chạy ra khỏi. Bởi vì tiền bạc của chúng nó là tiền bạc của quốc dân Việt Nam, chúng nó hút máu quốc dân Việt Nam mà tạo nên đó. Hỏi thì chúng nó tiền ở đâu, chúng nó đào ở đâu. Lương chúng nó là lương ba cốc ba đồng. Tiêu chí của Đảng Cộng sản là vô sản, kẻ nào có tài sản đó là tài sản phi pháp, hút máu của dân dân tạo nên. Hãy tịch thu. Xin phép quý vị, điều đó tôi nói có đúng không? Hỏi thử tập đoàn cộng sản, cái tiêu chí trong cái hiến pháp của Đảng Cộng sản nó ghi như thế nào? Đảng Cộng sản là vô sản mà. Kẻ nào có tài sản thì kẻ đó là hút máu nhân dân mà ra. À, xin phép quý vị. Do đó chúng tôi kêu gọi tất cả các vị tư lệnh quân khu chính ủy, các binh đoàn, các cấp chỉ huy, các anh chị em an ninh, cảnh sát, công an, bộ đội, dù đang tại nhiệm hay đã hồi hương, đều có thể hợp tác với chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời để lập công lãnh thưởng.
Cho nên ngày hôm nay tôi xin thưa cho tất cả các anh em bộ đội công an ở trong nước, các vị lãnh đạo, các vị đã tương tác của các vị đã trở về với chính nghĩa quốc gia rùm rốp rồi. Bây giờ tất cả các vị bộ đội nhân viên công an, công chức của Cộng sản Việt Nam, hãy sớm thức thời là Tuấn Kiệt, nên nhớ điều đó. Hãy trở về với chính nghĩa quốc gia, trưng cầu dân ý và sẵn sàng là chiến sĩ tri lùng tài nguyên của tập đoàn Cộng sản, nó cướp giật của quốc dân, chi điều cho quốc dân. Chút xíu nữa tôi sẽ làm bài toán cho quý vị. Dựa theo lòng khoan dung độ lượng và bản tính hào phóng của Đức Quốc Công, ngài có thể sẽ thưởng thí ít nhất là 100 triệu Mỹ Kim, tức là 230 tỷ đồng tiền Việt Nam, cho những ai có công bắt giữ hay tịch thu tài sản của bọn tội phạm này. Số tiền thưởng còn có thể gia tăng nếu các đơn vị lập được công trạng xứng đáng. Quý vị đi ngang qua tất cả các địa chỉ mà tôi mới vừa nêu, lưu ý và theo dõi chúng đó. Chiếc xe nào chở thì phải lưu ý cái số xe. Đó là điều rất là dễ. Mình tới, mình đứng, mình nhìn, mình coi thôi, không có cái gì đáng ngại. Rồi một ngày mai đây, khi lá cờ vàng ba sắc đỏ tung bay trên hai miền đất nước, khi ngài Đức Quốc Công trở về, thì lúc đó chánh viện tại khắp nơi ở địa phương đều sẽ thiết lập tức khắc. Và rồi quý vị sẽ đến đó báo cáo và quý vị nhận được cái trọng thưởng là 100 triệu Mỹ Kim. Bởi vì số tiền đó là số tiền của quốc dân mà chúng nó hút máu là tạo nên, vì thế quốc dân Việt Nam còn phải có cái trách nhiệm. Quốc dân Việt Nam còn phải có trách nhiệm. Hôm nay tất cả các đảng viên Đảng Cộng sản đã quy về với chính nghĩa quốc gia rõ ràng và trưng cầu dân ý và sẵn sàng giải thể tà quyền Cộng sản trong mọi hình thức. Bắt đầu là chúng ta giải thể tà quyền Cộng sản, cái hình hài của Hồ Chí Minh ở trong cái tâm tư của chúng ta, là xác minh hành bằng hành động rằng chúng ta trưng cầu dân ý và chấp nhận đón chào Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa dưới sự lãnh đạo anh minh của Đức Quốc Công Tổng thống Đạm Quân. Và đồng thời, nếu tất cả cán bộ nào muốn giữ lại chức vụ và phục vụ quốc dân với sự lãnh đạo của Đức Quốc Công Tổng thống Đạm Quân thì được ngài phục chức. Cho nên đảng viên Đảng Cộng sản nên thức thời là Tuấn Kiệt. Tập đoàn Cộng sản hôm nay không có khả năng lãnh đạo đất nước, chúng nó chỉ là một cái tốt mà một cái lũ ăn cướp chính quyền chứ không phải do dân bầu lên. Cho nên quốc dân Việt Nam ở trong nước ngày hôm nay hãy an nguy tự tại, bởi vì những ngày tháng kế tiếp đây là những ngày tháng mà lá cờ vàng ba sắc đỏ sẽ tung bay trên đất nước Việt Nam. Đó là cái sắc lệnh từ văn phòng thường trực chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời trân trọng thông báo. Bây giờ chúng tôi muốn nêu lên trong những cái điều mà chúng tôi bởi vì ngài Đức Quốc Công đã phán viết rằng khi tịch thu được số tài sản 38.000 tỷ sẽ chi điều đến cho quốc dân. Thật ra trên đất nước Việt Nam của chúng ta, nó tài nguyên rất là giàu, rừng vàng biển bạc mà quý vị. Trên đó chưa biết bao nhiêu lần 38.000 tỷ, cái đó biết nhiều lắm, nhiều lắm. Nhưng cái điều đó, chúng ta là trên đất nước của chúng ta mà, thì mãi mãi cũng là của quốc dân Việt Nam. Nhưng mà cái mà chúng ta thu được trở về, cái công lao mà cái sự đau khổ của quốc dân chịu đựng cho đến tới ngày hôm nay là 46 năm trôi qua mà ngài Đức Quốc Công đã thu về được trong tay bạo ngược của tập đoàn
Cộng sản Tàu và Cộng sản Việt Nam. Cộng sản Việt Nam nó cũng là thuộc về Cộng sản Ngoại bang, bởi vì nó đem cái tiêu chí của tên Hồ Chí Minh, mà Hồ Chí Minh là gì? Đem cái tiêu chí của Ngoại bang vào đó, chứ đâu phải là cái tiêu chí của đất nước Việt Nam đâu. Nó cũng thuộc về cái đám Ngoại bang. Hồ Chí Minh không chỉ là Hồ Chí Minh, nó là Hồ Vang, là tên Tàu Cộng, tên giác điệp của Tàu Cộng nó đưa về, nó lãnh đạo đất nước. Tất cả tập đoàn Cộng sản cũng thuộc về Ngoại bang. Tư tưởng Cộng sản cũng thuộc về Ngoại bang. Tất cả cái gì của Cộng sản ngày nay thuộc về Ngoại bang. Và kể cả điều đó chứng minh rõ rằng cho đến tới ngày hôm nay, quý vị có bao giờ năm nào mà đi bầu phiếu cho những cái tên Cộng sản đó? Chúng nó nặng ra rồi, chúng nó buộc quốc dân Việt Nam thừa nhận thôi. Đúng không? Cho nên chúng tôi nhắc về 38.000 tỷ mà vừa rồi Đức Quốc Công đã chiến thắng trên cái tòa án môi trường quốc tế. Quý vị có nhiều người hỏi, ủa tại sao mà lại môi trường tòa án môi trường quốc tế mà không tòa án hành sự ICC của quốc tế? Tòa án nào thì nó cũng là tòa án thôi, quan trọng nhất là cái búa khó, cái cụp xuống. Điều đó quan trọng. Quý vị có còn nhớ cái tòa án ICC ở La Haye mà nó xử ông Duterte Philippines chiến thắng Tàu Cộng trên cái hòn đảo ở bờ biển của Philippines? Quý vị còn nhớ cái chuyện đó chứ gì, đúng không? Kể cả ngày hôm nay quý vị cũng còn nghe rao ráo trên diễn đàn. Tổng thống ông Duterte, ông thắng cái cuộc kiện ở trên ICC La Haye. Nhưng mà sao? Ông Duterte cũng đâu có chưa có lấy lại được cái bán đảo đó, thưa không? Thắng rồi mà cũng chưa lấy lại. Cho nên có nhiều quý vị bình luận nói rằng là tại sao không kiện ở trên La Haye ICC Court mà lại kiện ở môi trường quốc tế, tòa án môi trường quốc tế ở bên Mỹ. Chúng tôi xin thưa quý vị, quan trọng nhất là ông tòa mà cầm cái búa gõ xuống đó, cái điều đó quan trọng. Còn môi trường nơi nào nó cũng có cái công lượng nặng của nó. Nếu mà quý vị nói vậy, tôi hỏi quý vị chứ cái ICC của La Haye nó ông Duterte đó, tổng thống Philippines đã chiến thắng cái cuộc kiện đó rồi, nhưng mà đâu có lấy được cái bản đảo nào của người Tàu chiếm giữ đâu, đúng không? Cho nên là tôi thưa cho quý vị, cái điều đó không quan trọng. Nhưng mà tôi nói trước sau thì Philippines nó cũng lấy, mà nó lấy cũng hay lắm. Nó cũng giống y chang như là chính phủ Đại Tâm Việt Nam Cộng Hòa vậy thôi. Cũng nghĩa là lấy cho đúng giờ, đúng giấc là mình lấy gọn thôi. Đúng không? Trong khi ta đang có tay không, địch thủ nó đang có súng, có đạn. Trời ơi, đi tới gần nó rảy cho một phát. Đúng không? Cho nên chúng ta phải lấy làm sao mà cho thằng Cúp nó tâm phục khẩu phục. Ngày hôm nay Philippines không lấy được cái bán đảo, nhưng mà ngày mai đây trên giấy tờ là nó đã thuộc về của Philippines rồi. Nhưng mà chẳng qua là tên ăn cướp nó còn mạnh thì nó giữ một thời gian đó, nhưng mà rồi tương lai là cũng thuộc về Philippines. Thì ngày hôm nay Đức Quốc Công, ngài Tổng thống Đầm Quân đã chiến thắng ở trên tòa án môi trường quốc tế rồi, đã khọt cái búa xuống cái cụp rồi, thì mỗi chuyện không sớm thì muộn cũng phải lấy lại cái số tiền 38.000 tỷ. Cái chuyện là chuyện đương nhiên rồi, không có nói gì thêm nữa. Không có thể nào nói được gì nữa cả. Để xem bây giờ quan trọng nhất là gì? Để xem thử cái tập đoàn Cộng sản nó bay bằng cách nào và nó hạ cánh bằng cách nào. Đây là những cái pha mà ngạo mực kế tiếp mà chúng ta sẽ chuẩn bị để mà xem. Khi mà ông tòa án khọ cái búa xuống, nếu giả dụ người bên thua cuộc mà có tiền trong tiền thì sẽ không có cái gì cả, không có gì xảy ra. Nhưng mà bên thua cuộc mà không có tiền trong tiền mà còn dây dưa thì số tiền lời nó sẽ gia tăng lên. Tiền lời đó là bao nhiêu? 8%. Interest rate for a quarter, tức là 8% là cái số phần trăm mà tối thiểu nhất của Liên Quốc đề ra và cho mỗi tam cá nguyệt, tức là quarter, mỗi một năm là nó có 4 tam cá nguyệt ở trong đó. Thì ngày hôm nay còn có mấy hôm nữa,
Còn mấy hôm nữa là chúng ta còn 17 ngày nữa là chúng ta được được 1 tháng, phải không? Chúng ta được 1/3 tam tam can tam can nguyệt rồi, phải không? Thì bắt khi mà cái ông tòa ông gõ cái búa xuống thì bắt đầu, nếu mà không có tiền trong liền thì tiền lời bắt đầu chạy. Đồng hồ tiền lời bắt đầu nó nhảy tút tắt tút tắt, nó nhảy nhảy nghe êm tai lắm. Lúc này nhảy người như chúng ta thì nghe rất êm tai, nhưng là Tập Cận Bình và tập đoàn cộng sản nó nghe thấy nó giống như là từng quả bom mà rơi xuống cái bộ óc của chúng nó vậy đó. Thì 8% xin phép quý vị kể mấy cái chỗ này phải nghe thấy mình nôn nức lên cho nó khát nước, xin lỗi nha quý vị. 8% interest rate một quarter đó ha, một một quarter tức là 1 tam can nguyệt, tức là nếu mà 3 tháng kế tiếp tính đúng 3 tháng mà Tập Cận Bình không trả, tập còn không không trả thì cái số 38.000 tỷ này nó sẽ tăng lên thêm ba 38.000 tỷ để nguyên đó, bây giờ nó thêm lên là 3.040 tỷ, 3.040 tỷ sau 3 tháng, từ ngày 14 tháng 4 hoặc kế tiếp 3 tháng sau là chúng ta có tiền lời là 3.040 tỷ. Không? Vậy thì một năm nếu mà Tập Cận Bình không trả trong 1 năm hay Tập đoàn Cộng sản không trả trong 1 năm thì chúng ta có 12.160 tỷ, 12.160 tỷ cho 1 năm. Ok, số tiền này nó lớn hay nhỏ ta? Số tiền này thí dụ như sau một năm thì chúng ta lấy nổi cái tiền lời không nha, đừng có bao giờ đụng chạm tới là 38.000 tỷ nha. 38.000 tỷ là khó kỹ để đó, để chi cho nó đâm chồi nảy lá ra, phải không? Đừng có bao giờ nghĩ tới, bây giờ nghĩ tới tiền lời thôi. 12.160 tỷ chia đều cho 100 triệu quốc dân. Ít nước Việt Nam mình có đủ 100 triệu không? Thì thôi, thì nghe nói rằng là có vài chục triệu người Tàu ở. Thì thôi, giờ nó ở trên nước Việt Nam mình cứ coi như nó là người Việt luôn đi, không sao hết. Cứ dồn nó vô cộng với là người Việt Nam là tổng cộng 100 triệu. Quý vị đừng có khó chịu nha, kệ nó. Mình lấy tiền mình cho nó để dạy cho nó bài học rằng quốc dân nước Việt Nam chúng ta không có nhỏ bé đâu, các ngươi cũng được phần chia nữa chứ không phải là không. Như vậy thì mỗi một người dân sau 1 năm đó ha quý vị, mỗi một người dân một đầu người đó ha, chứ không phải một gia đình đâu nha, một đầu người là 121.600 đô, 121.600 đô cho mỗi một người dân. Số tiền này nhiều không? Nó bằng là tiền Việt Nam là khoảng là 2.796.000, 96 triệu, cho xin lỗi. Số chúng tôi ở nước ngoài làm gì mà đọc mấy số này, chúng tôi ở nước ngoài toàn 100 đô là lớn nhất rồi, đối với chúng tôi rồi. Bây giờ đọc từ triệu hơi quản chút, những số này cái chuyện đó chuyện sự thật rồi, đúng không? 2 triệu, nó xin lỗi lại lộn nữa, 2 tỷ 786 triệu 800 ngàn đồng Việt Nam trong 1 năm. À, có nghĩa rằng 10.136 đồng 33 sen đô la cho mỗi tháng. Mỗi 1 tháng ở trong nước Việt Nam mà quý vị có là 10.133 đồng 33 sen trong mỗi tháng thì quý vị làm cái gì? Quý vị đề nghị quý vị sẽ là mua cây trồng rừng xanh cho nhiều, ăn mặc đẹp,
À, bây giờ tao cái thời buổi mà cái thời buổi quý vị có biết trong cái thời mà ngày xưa chúng ta nói gì, thời ăn lông ở lỗ rồi ăn 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 chắc mặt dày, rồi tới cái thời ăn no mặt ấm, rồi bây giờ tới cái thời gì ăn sang mặt đẹp. Trời ơi, cái thời bây giờ là cái thời phải ăn sang mặt đẹp, chứ đâu phải còn cái thời mà nó ăn chắc mặt dày nữa. Ờ, dẹp mấy cái đó này. Cho nên hôm trước tôi thưa rằng là sao, khi mà Đệ Tam Việt Nam còn trở về nước, chúng ta phải nhất định học cái bài toán tính cho thật là rõ về cái cách thức làm việc, là mỗi một năm, à, xin lỗi, mỗi một ngày chúng ta làm việc 6 tiếng đồng hồ thôi, qua 5 ngày một tuần, còn những thời gian rảnh khác là chúng ta phải cần enjoy cuộc sống chứ, phải cần hưởng thụ chứ. Trời đất ơi, chúng ta sinh ra đời để chi? Tiến hóa lên, chứ không phải là làm tu mỗi cho vật chất, đúng không? Cho nên nó cái là 6 tiếng trong một ngày, hoành 5 ngày chiều. Chiều thứ sáu, tức là khoảng 2 giờ chiều thứ sáu, cửa công ty phải khó cực khó hết, đóng cửa cái rụp, tắt đèn cái rụp, mọi người tràn ra đường. À, ăn mặc đẹp rồi đi ăn nhà hàng, rồi đi ngao du ngắm cảnh sơn thủy, trời tay yếu trong tay mạnh đi hát hò, đây mới gọi là thiên đàng hạ giới mà người lãnh đạo lại ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân, là một sứ giả, là một thiên sứ lãnh đạo đất nước Việt Nam, là phải có cái sự thái bình như thế đó, thấy không? Có cái sự thái bình như thế. Bắt đầu đến. À, cho nên tôi mới nói rằng là đã có khởi hành, ắt hẳn có đến. Câu này tôi nói hoài mà quý vị nói trời ơi, ông lên ông buồn ông nói vậy. Nhưng mà không phải vậy, còn hơn vậy nữa. Trời, cái câu này cũng là ngài Đức Quốc Công nói, mà chúng tôi theo dõi không kịp. Nhưng mà bây giờ nó là vậy, còn hơn vậy nữa. Cho nên khi tóm lại, khi chúng ta đặt tới cái thời mà ăn sen mặt đẹp là phải đang tới và phải như thế mới đúng. Bây giờ hỏi thử, ngài Đức Quốc Công nói, có nói, ngài chính ngài nói luôn. Những cái ban ngành trong chính phủ ở tương lai không cách nào xài hết tiền trong cái chương mục của cái ban bộ của mình. Điều đó phải nói là lúc mà ngài phán ra thì chúng tôi chưa tính kịp. Chúng tôi nói trời, có thật vậy. Mà khi mà hết cuộc họp rồi chúng tôi ngồi tính, chúng tôi thấy trời, đồng tiền nó lớn kinh. Hồi nãy giờ tôi nói mà chưa bao giờ đụng chạm tới cái đồng tiền là 38.000 tỷ đâu nha quý vị. Chưa có nói đó nha, chưa có tính tới đó đó nha. Mà nên nhớ nước Việt Nam mình không phải chỉ có một cái lần 38.000 tỷ, mà hẳn biết bao nhiêu lần cái 38.000 tỷ đó không? Quý vị nên nhớ điều đó nha. Mà hồi nãy giờ chúng tôi nói là chưa có ai đụng chạm tới cái số tiền 38.000 tỷ, mà đây là mới nói tới tiền lời thôi đó. Tiền lời tức là mỗi một tháng, nói tóm là cái con số chẳng đi, đừng nói ban số lẻ, bù dục ban số lẻ, mà mỗi một người, một đầu người một tháng 10.000 đô la tiền lời, tha hồ mà dùng. Đây mới gọi là thiên đàng hạ giới là chỗ đó. Nước Việt Nam rồi đây sẽ có cái vụ mà giống như hôm trước tôi kể, qua mùa hè không đi du lịch, cho cảnh sát đó, cầm tay dẫn lên dục trên máy bay chở đi ra nước ngoài, thấy chưa? quý vị nghe câu này nghe có vẻ như nó hơi buồn cười, mà thật sự nếu mà mùa hè mà quý vị không đi ra nước ngoài để du lịch, để mà học hỏi những cái hay cái đẹp ở nước ngoài, để mang về rồi để cho phát huy cái ekip làm việc ở trong công ty của mình cho nó mạnh, cho nó sáng sủa lên thêm, thì quý vị không được. Quý vị bắt buộc hàng năm tới cái ngày nghỉ hè phải đi du lịch, cũng như cái nước Brunei là mà hôm trước tôi kể vậy đó. Phải nhà nào, năm nào gần như là phải đi du lịch, không đi du lịch hay là cảnh sát đã tới mời. Ông bà phải đi du lịch. Nước Việt Nam chúng ta ở tương lai cũng tương tự như thế đó. Phải đi du lịch chứ. Vì mà lâu lâu tôi gọi điện thoại về trong nước tôi hỏi, ê,
Trời ơi, mùa hè đâu có đi qua mấy cái nước láng giềng đồ chơi không? Chẳng hạn như là Philippines đồ, Singapore đồ. Người ta nói, trời ơi, đi từ Đà Nẵng vô tới Sài Gòn còn đi chưa được, chưa bao giờ biết Sài Gòn nằm ở đâu nữa. Tôi nói, trời, vậy thì làm sao được? Trời ơi, đã nói nước Việt Nam mà không còn chiến tranh nữa. Nghe báo Cộng sản nó nói rằng là cái gì? Năm nay là tăng lên là 100 mấy chục% đồ, năm tới tăng lên kinh tế tăng lên hàng mấy trăm phần trăm gì, nó nghe nghe tăng không mà chẳng lẽ người dân, chắc mấy ông xạo tôi mấy ông mới nói câu đó chứ. Nhà nước nó tăng kinh tế quá mà mấy ông không đi du lịch sao? Nói trời, tăng ở trong tờ báo chứ làm gì tăng ở ngoài xã hội, tăng ở trong cuộc họp á. Thật sự nếu mà tăng trong cuộc họp vậy thôi, thấy không, khổ. Cho nên khi mà tôi nghe được cái câu trả lời như thế đó, tôi nói thật sự tôi cũng không không tin luôn. Bởi vì là đi du lịch này không phải là đi du lịch chỉ đi chơi không đâu, mà đi qua bên con mắt của mình nhìn thấy cái cách thức làm việc của người ta đó, rồi mình mang cái tâm tư đó về, rồi cái mình phát động ở trong cái ekip làm việc của mình đó. Thí dụ như là làm việc trong chỗ quan trọng không nên khẹt nhỏ là một, không nên hút thuốc dục tầm bậy tầm bạ là hai, không nên la hét lớn là ba, không nên bỏ rác là bốn, không nên, nó rất là nhiều cái lắm, rất là nhiều cái không nên. Mình phát huy ra mà cái chỗ gọi là cooperation trong một cái team, trong một cái làm việc ở trời nó hay lắm mà mình không biết làm sao mình cắt nghĩa. Tôi nói ở nước ngoài người ta dạy có nhiều cái chuyện mà nó hay làm sao mà mình, chắc là phải phải về trong nước ấy, thì mới họ may mình mới diễn tả được. Cho nên đó là người dân còn phải đi du lịch, thay vì cho quý vị ngồi học ở đại học 4 năm để học cách thức lãnh đạo cái ekip của mình, hoặc là cách thức để mà đủ mọi thứ. 4 năm mệt mỏi lắm, cho quý vị đi một lần du lịch ra nước ngoài chừng 1 tuần 2 tuần thôi, nhiều đó bằng quý vị ngồi tại mấy trường đại học ở Việt Nam học 4 năm rồi đó nha quý vị. Bởi vì sao? Bởi vì tôi nghe quý vị trong nước mỗi dần lần dẫn con tới vườn trẻ là phải đóng tiền. Tôi mới thấy làm lạ. Rồi là quý vị vào trường đại học cũng phải đóng tiền, tôi cũng cảm thấy làm lạ. Rồi vào trường, xin lỗi, vào nhà thương, quý vị phải đóng tiền ở trong đó. Trời đất ơi, nói tới nhà thương, hôm qua giờ bác sĩ tôi mới gọi điện thoại, tôi gọi giống như là đi cứu rỗi. Trời ơi, ông ơi, ông làm ơn ông đi, ông ở nhà chúng tôi tới chích người cho ông được không? Nói không, chúng tôi bận việc đâu, không được đâu. Khổ. Cho nên là tình hình ở trong nước nói chuyện với quý vị đôi lúc chúng tôi không có tin. Chúng tôi có cái lý do chúng tôi không tin, bởi vì nhà nước của Cộng sản nói rằng là gì, kinh tế tăng tăng trưởng năm nào cũng vượt thời gian và không gian hết, mà quý vị nói thì quý vị không có đủ tiền đi từ Đà Nẵng vô Sài Gòn đồ, hoặc là vô nhà thương còn phải trả tiền này tiền đó, làm tôi cũng hơi nghi ngờ. Ok, thì cái điều đó như vậy là cũng phải chấp nhận cho tôi phát biểu cái điều đó, bởi vì tôi không tưởng tượng được trong khi cái nước của tôi đang ở đây này. Trời ơi, nó khổ. Tôi nói bác sĩ nó ngỏ hỏi thăm mình còn hỏi hơn là hỏi cháu cháu ruột của nó luôn á. Trời ơi, mày ăn uống như thế nào, mày khỏe không, tao đo máu mày rồi, mày phải ăn món này món này món này, mày trừ không được ăn món kia món kia. Chú chả nó nói gì, nó nói gì, nó bực bội, nó nói mày không nói xong chưa, đi để tao đi còn đi tập thể thao nữa. Nó nói không, tao phải nói, có nói thêm còn 15 phút nữa tao mới nói hết câu chuyện. Trời ơi, nó làm việc kinh hồn như thế đó, nó xem cái sự sống của nó nâng như nâng trứng nâng hoa vậy. Còn cuộc sống trong Việt Nam mình sao mình thấy mà tội nghiệp quá trời quá đất. Bên ngoài xã hội thì vậy, còn bên trong nhà nước trời nó nói nó tăng trưởng kinh tế gì mà nó nói gì thặng dư wow, thặng dư mà nổi thặng dư mà nếu mà gom lại thôi nha, tôi thấy nó quá ư là to lớn luôn. Nhưng mà quốc dân ấy thì từ ở Đà Nẵng mà vô tới Sài Gòn có gia đình là chưa bao giờ biết Sài Gòn nằm ở đâu đó.
Cho nên xin thưa quý vị, rút lại, đất nước Việt Nam chúng ta là mảnh đất hứa hẹn. Mà hôm trước lâu rồi, mấy mươi năm, mà tôi lúc đó tôi chưa có vào chính phủ, tôi nói nước Việt Nam là một cái thánh địa và sẽ có một vị sư giả lãnh đạo. Và chúng tôi đi tìm, hôm nay chúng tôi nhìn thấy ngài, người đó là ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đạo Quân, là chính phủ đệ tam Việt Nam Cộng Hòa. Thấy không? 38.000 tỷ ngài nói là của người dân, bèn phát điều cho người dân. Dù trên đó ở hiện nay người Tàu ở hết đó, mấy chục triệu người trên đó, phát cho họ luôn, dạy cho họ biết cách thức nhân bản của người Việt Nam như thế nào. Các ngươi mặc dù là ngội xâm nhưng mà chúng tôi cứ dẫn phát để dạy cho họ. Thế gì đuổi họ, nhưng mà thôi, quan trọng nhất là dạy cho họ để họ tâm phục khẩu phục, hay hơn là dùng quyền hạn, quyền lực, đúng không? Đó. Cho nên chúng tôi làm bài toán hiện tại, nếu một năm sau mà Tập đoàn Cộng sản không trả đúng theo lời đề nghị của Tổ phép, thì tiền lời để ra mỗi một gia đình, một xin lỗi, mỗi một đầu người là 10.000 đô la trong một tháng đó nha, chứ không phải một năm đâu đó nha. À. Cho nên quốc dân Việt Nam thoải mái vui vẻ từ đây trở đi, áp đảo trưng cầu dân ý, để chi? Khước từ chế độ cộng sản ở trong tư duy của chúng ta, đón chào đệ tam Việt Nam Cộng Hòa trở về nước, và cùng đôi lưng lại chính phủ đệ tam Việt Nam xây dựng đất nước và tịch thu hết tài sản của Tập đoàn Cộng sản. Quan trọng nhất là ông tòa án, ông phán quyết ai là người thắng kiện cái điều đó trước cái đã, điều đó trước cái đã. Trời, hay lắm, cách thức mà lấy kế tiếp nữa hay lắm. Chính phủ đệ tam Việt Nam Cộng Hòa đang lên cái kế hoạch quý vị rồi đây. Bây giờ quý vị không còn mà hỏi cái câu là 38.000 tỷ nữa rồi, phải không? Bởi vì nó đã chứng minh rõ ràng, có là giấy tờ, có luật pháp, tòa án nó đã phải viết rồi. Bây giờ kế tiếp nữa là gì? Lấy tiền. Kế tiếp nữa là gì? Cách thức chia lại cho quốc dân. Còn nhiều cái đó. Nhưng mà những cái điều đó là điều dễ, quan trọng nhất là gì? Chúng ta quốc dân cùng đệ tam Việt Nam Cộng Hòa đôi lưng lại, mọi thứ gì chúng ta cũng có khả năng làm việc được. À, mọi thứ chuyện gì khó khăn bao nhiêu chăng nữa, chúng ta cũng vẫn giải bày được. Vì chúng ta đâu còn sự nghi ngờ gì nữa đâu. À, cái chuyện khó chúng ta đã giải bày hết rồi. Bây giờ quan trọng nhất là trồng cái cây xuống đất màu mỡ. Bây giờ cái cây nó đã lên hoa lên trái rồi, chỉ chờ tới ngày nữa thôi đã ăn cái trái quả của nó. Mà chúng ta hằng ngày chăm sóc cái cây quả đó, chẳng lẽ không nên hay sao? À. Rừng vàng biển bạc Việt Nam, nơi đó quốc dân Việt Nam an nhiên tự tại, hưởng hòa, hưởng cái hạnh phúc trời cho. Ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đạo Quân của chúng ta là một vị thiên sứ, không còn châu cậy gì nữa, mà qua bao nhiêu cái thời gian ngày làm việc đã chứng minh một cái tài của ngài không có một nơi nào có thể so sánh được nữa. Không có một nhà trí thức học giả người Việt Nam nào yên bác thâm hậu thêm mà có khả năng để sánh với ngài, để giải bày cùng ngài được nữa. Chỉ có ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đạo Quân mới có khả năng làm nên cái lịch sử vĩ đại này mà thôi. Cho nên xin thưa tới tất cả các anh chị, tương lai của quốc gia dân tộc là cái bến đỏ, là thánh địa của Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo anh minh của ngài Đức Quốc Công thì không có cái gì gọi là có cái đau khổ đó. Viết cộng hả? Bỏ cộng đi thì còn viết, viết thì không giết việc, đơn giản như thế đó. Hận thù mang theo không giải quyết được gì cả. Lúc này chúng tôi nói mạnh cái câu đó, chứ mà 20-30 năm trước mà nói câu này kẹt lắm.
Kẹt lắm, kẹt nhiều chuyện lắm, nhưng thôi chúng tôi muốn nói chuyện gì đã qua rồi cho nó qua. Nếu anh nói là Việt Cộng thì bỏ đi cái chữ Cộng đi, nói chữ cái chữ Việt thôi, đừng nhắc cái chữ Việt Cộng nữa. Thư La Thái Bình, đơn giản như thế đó mà cứ nằng là phải hận thù, phải là ăn tươi nuốt sống. Trời ơi, ăn tươi nuốt sống à? Trồng ớt thì ăn ớt, chịu trồng ớt ăn ớt. Người khác người ta không trồng cái ớt mà ta trồng cái bưởi, người ta ăn ngọt ngào, ta chấp miệng ngon lành. Khi mà mình thấy tới phiên mình thì lại nhăn nhó. Đúng không? Cho nên quốc dân Việt Nam mình chúng ta cần nên bình tĩnh và đón ngày Đức Quốc Công Tổng thống Đạm Vương hồi hương. Hôm nay có biết bao nhiêu, gần 1 triệu người đăng ký đón ngày Đức Quốc Công Tổng thống Đạm Vương. Mời quý vị nghe bài nhạc và chúng ta chia tay. Chúc quý vị một cuối tuần thật là bình an bên người thân yêu. Một đời thề ra sân chiến đấu không ngại ngùng vì nước hy sinh cho muôn đời tổ quốc quang vinh. Việt Nam đau. Chào Vinh Phương, chào Trung Nguyên. Ra sân đang chờ ngày vui non, xóa tan bao nỗi lầm than. Việt Nam. Chào Thái Thị, chào Hồng Anh. Chào Việt Tư. A Di Đà Phật. Chiến đấu không ngại ngùng vì nước hy sinh cho muôn đời tổ quốc quang vinh. Việt Nam đào minh quân, dân đang chờ ngày vui nó ấm, xóa tan bao nỗi lầm than. Việt Nam đào minh quân, xây cơ đồ anh dương lên soi sáng khắp biển đầu. Ok, chào quý vị, chúc quý vị một ngày bình an bên người thân yêu.